Thưa quý vị, cao điểm hè, hàng chục triệu du khách đã đổ về các điểm đến trên toàn quốc, đặc biệt tại các vùng biển như là Sầm Sơn, Đà Nẵng, Hạ Long. Lượng khách lớn tập trung tại các bãi biển, khu du lịch, công viên giải trí. Bởi vậy, sự đông đúc và xếp hàng dài để trải nghiệm các dịch vụ là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, thay vì cảm giác khó chịu, ngột ngạt khi chờ đợi, thì tại một số địa điểm du lịch, chủ đầu tư đã sắp xếp thêm nhiều tiện ích để thời gian chờ đợi trở thành những thời gian trải nghiệm. Quy mô lớn với nhiều cảnh quan và hàng trăm trò chơi hấp dẫn cùng nhiều show diễn tại các công viên chủ đề, khu du lịch Sun World Bà Nà Hill, Sun World Hạ Long Cẩm Lách, Sun World Phú Quốc đang thu hút nhiều du khách. Tuy nhiên, với số lượng người lớn như vậy thì sự đông đúc và việc xếp hàng để sử dụng dịch vụ là điều khó tránh khỏi. Mình rất là vui khi ở Việt Nam mình có những khu vui chơi mang tầm cỡ quốc tế như ở Sun World. Mình có thể cùng với gia đình và bạn bè vui chơi ngày cuối tuần. Sau những dịp cuối tuần thì thường khách du lịch rất là đông. Thì mình nghĩ là các bạn nên tham gia vào những cái thời gian mà ít cao điểm hơn, hoặc sớm hơn hoặc muộn hơn một chút. Cũng như là các bạn nên xếp hàng, cũng như là nghe theo hướng dẫn viên để tránh chen lấn xô đẩy và tránh những hành vi không đẹp. Bên cạnh việc du khách có thể linh hoạt thời gian, tránh giờ cao điểm khi đến vui chơi, nâng cao ý thức khi xếp hàng, thì tại một số địa điểm vui chơi, đơn cử như các khu vui chơi giải trí của tập đoàn Sun World, chủ đầu tư đã có những bổ sung nhiều tiện ích để thời gian chờ của du khách sẽ là những trải nghiệm. Và thậm chí cái sự chờ đợi của du khách đến với một cái công viên nào của Sun World thì cũng trở thành những cái trải nghiệm. Nhưng mà để tạo ra được cái điều đó thì có hai vấn đề chúng tôi phải làm. Điều đầu tiên là cái phải chuẩn hóa cái thời gian chờ đợi đó. Cái thứ hai là sẽ phải bổ sung thêm các tiện ích. Khách hàng phải xếp hàng chờ đợi ở trong những cái nơi mà nó có bóng mát hay là có những cái nhà rất là đẹp. Rồi khách hàng có thể là trong thời gian chờ đợi đó có thể là vẫn được mua đồ ăn, đồ uống hay là mua sắm được. Và điều quan trọng là tại các công viên của chúng tôi thì nhân viên họ sẽ giao tiếp với du khách. Và theo thống kê của Tổng cục Du lịch, ước tính trong 7 tháng đầu năm, ngành du lịch Việt Nam đã phục vụ 71,8 triệu lượt, vượt chỉ tiêu đề ra cả năm. Trong đó, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Sapa, Phú Quốc có mặt trong danh sách những điểm đến hút khách bậc nhất. Bởi đây là những điểm đến hấp dẫn, tổ chức các lễ hội, sự kiện hè quy mô và tầm cỡ như Carnival đường phố Sunfest, Đại nhạc hội Take Me Thu Sở Sun tại Đà Nẵng hay đến Sapa bay giữa mùa hoa của Sapa. Bên cạnh những tín hiệu tích cực trong giai đoạn vừa qua, để phát triển, khôi phục ngành du lịch hơn nữa, theo các chuyên gia, cần thiết phải có bộ văn hóa ứng xử cho người dân. Thì tôi nghĩ rằng là cái công tác về thông tin đó, bằng nhiều cái hình thức khác nhau và chắc chắn rằng nó cũng phải nên xuất phát từ cái cấp cao nhất để chúng ta tạo sự đồng bộ, bởi vì văn hóa ứng xử nó phải là một cái bộ quy chuẩn, phải xây dựng một cái bộ quy chuẩn và bộ quy chuẩn đó nó được áp dụng một cách là đồng bộ ở các cái tỉnh thành của Việt Nam. Mỗi tỉnh thành thì có thể có một cách triển khai khác nhau, một cách triển khai để cho nó có cái tính mà thu hút người dân có thể quan tâm. Chỉ nửa đầu năm, Việt Nam đã vượt mục tiêu đề ra về lượng khách du lịch nội địa cho cả năm. Dự kiến trong những tháng hè sắp tới, lượng khách tiếp tục bùng nổ tại các điểm du lịch. Bởi vậy, mỗi du khách với hành động lịch sự khi xếp hàng, giữ gìn cảnh quan sẽ góp phần tích cực khôi phục ngành du lịch, lan tỏa hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.